quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, cuộc sống bộn bề lo toan, và cái chuyện mà kết nối, tìm hiểu nhau, yêu nhau nó dài lắm. Và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ kết nối giúp cho quý vị bớt đi cái thời gian đó, giúp chúng ta hẹn hò một cách tốt hơn, nhanh hơn, và cái kết quả nó đẹp hơn quý vị ha. Quỳnh Linh với Ngọc Lan hy vọng ngày hôm nay với sự kết nối thì hai người sẽ hiểu nhau, yêu nhau và kết hôn với nhau. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với cặp đôi đầu tiên. Em thì quen khá là muộn, tầm 25 tuổi em mới có mối tình đầu tiên. Nhưng mà cũng quen vẹn vẹn có 3 tháng thì tụi em chia tay. Lúc em còn 22-23 tuổi thì lúc đó thì kiểu như là cũng còn nhỏ, hai đứa chỉ yêu nhau thôi. Bên phía gia đình cũng áp lực là con gái người ta đến tuổi lấy chồng rồi, mình thì trong tay chả có gì cả. Thì đôi lúc là nên hai đứa em mình quyết định dừng lại. Tụi em mà hay đối với lại thiếu ngủ thì em rất là hay quạo. Trời ơi trời. Cái này bỏ nghe. Chứ là cho em ăn đủ là em không có quạo. Người ta đói với lại người ta thiếu ngủ là người ta quạo đó. Không, nhưng em nấu ăn ngon là yên tâm chị. Được đúng không? Được, được. Rồi, có người lo. Mời nhà trai. Dạ, con chào chú Nguyễn Linh ạ. Mời đi em. Mời nhà gái. Rồi, cảm ơn nhà gái, mời nhà gái ngồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em là Đặng Đức Hiển, em năm nay 28 tuổi. Em thì quê ở Quảng Trị, bố mẹ em hiện tại sinh sống ở Không Lan, Bình Thuận. Công việc hiện tại của em là IT, em làm ở cho công ty ở dưới Bình Dương. Mình làm công việc cụ thể là gì Hiển? Không, bên mạng IT thì em là cài đặt, setup không cũng như quản lý các hệ thống của công ty để làm sao mà không vận hành dữ liệu cũng như sản xuất một cách trơn tru nhất có thể. Hay quá. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em tên là Bích Du, em hiện tại đang là nhân viên văn phòng trong một công ty du lịch ạ. Em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Gò Vấp chị. Còn mình ở đâu nè? Em đang ở tại Tân Phú. Quê mình ở đâu? Em quê Bình Định chị. Rồi. Tân Phú với Bình Dương, nếu mà đi đường quận 12 thì cũng xa. Dạ. À, đi vòng qua cầu Phú Cường này dạ, kia. Đúng rồi, dạ đúng. Đúng rồi. Nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi Hiển. Nếu mà điểm yếu á, thì em thì kiểu như là một người hơi nóng tính một xíu. Em là hơi bị kiểu như nhấn trong công việc á, từ đó thì không gây ra những cái vấn đề kiểu như là nhấn quá thì khi mà chúng ta xử lý vấn đề nó kiểu như không được không chỉnh chu lắm, nên em cũng đang còn chỉnh dần dần để làm sao mà mình có thể hoàn thiện hơn có thể. Dạ. Mời nhà gái giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh thì em là một người khá là vui vẻ, hoạt bát, năng động. Em cũng thích chơi thể thao, trekking, leo núi. Điểm yếu của em chắc có thể là hơi nóng tính một xíu này. Ví dụ như em mà hay đói với lại thiếu ngủ thì em rất là hay quạo với. Trời ơi trời. Cái này bỏ nghe. Mình đói với lại mình thiếu ngủ mà mình quạo là ảnh hưởng tập thể nghe. Nói chung là cho em ăn đủ là em không có quạo. Trời ơi trời. Sao nhà trai nghe vậy? Dạ em chào chị ạ. Thấy thì sao? Dạ. Người ta đói với lại người ta thiếu ngủ là người ta quạo đó. Không, nhưng em nấu ăn ngon là yên tâm chị. Được đúng không? Được, được. Rồi, có người lo. Rồi, nhà gái nói cho chị Lan nghe coi em bao nhiêu mối tình rồi. Em thì quen khá là muộn, tầm 25 tuổi em mới có mối tình đầu tiên. Nhưng mà cũng quen vẹn vẹn có 3 tháng tụi em chia tay. Sao nhanh vậy? Tại vì là lúc đầu thì mình quen thì mình cảm thấy rất là hợp. Nhưng sau đó cái quá trình quen nhau thì mới cảm thấy bất đồng nhiều cái. Thế là mới chọn dừng lại. Rồi có một mối một đó thôi đó. Đúng hả? Rồi, dạ. Một mối một 3 tháng. Hết rồi đó. Coi như không có đó. Coi như là coi có cũng như không. Dạ. Rồi còn em thì sao? Em thì trải qua hai mối tình. Dạ, mối tình đầu tiên thì lúc em còn 22-23 tuổi. Thì lúc đó thì kiểu như là cũng còn nhỏ, hai đứa chỉ yêu nhau thôi, chúng chưa tính đến chuyện gia đình hay là tương lai. Bên phía gia đình cũng áp lực là con gái người ta đến tuổi lấy chồng rồi, mình thì trong tay chả có gì cả. Thì đôi lúc là nên hai đứa em mình quyết định dừng lại. Và mối tình thứ hai là mối tình cũng khá là lâu, gần 4 năm trời. Thời gian đầu yêu nhau thì kiểu như là hai đứa cũng có tính chuyện cho tương lai thế này thế kia. Nhưng về dần về năm thứ hai, thứ ba đi thì ai cũng lớn cả, cùng tìm chuyện gia đình và lâu dài. Thì từ đó thì em về bạn đó có những khúc mắc, đâm ra là em về bạn đó dừng lại. Cũng không có tiếng nói chung luôn. Dạ đúng rồi. Giờ hỏi mong muốn có bạn gái rồi. Là như thế nào nào, rồi mình sửa đổi okay. Như thế nào với bạn gái mới nè. Không, dịu dàng một xíu. Dịu dàng. Thứ hai là biết chăm lo gia đình. Chiều cao thì trên 1m55 là được rồi. Và có cái mẫu kinh doanh là được. Má mình doanh là phải khui ra mới biết. Xin á. Rồi. Làm văn phòng lâu chưa? Con làm từ lúc ra trường là con làm tới giờ luôn. Nhưng mà con cũng thích kinh doanh nha. Thích kinh doanh không? Có thích kinh doanh gì? Con thì thích live stream. Con đã thử live stream quần áo rồi. Giờ nói chung live stream bán hàng là một trong những cái phương cách
tiếp cận nhanh nhất với khách hàng. Mà nếu mà con có cái điều đó cũng rất là ok luôn á con. Dạ. Yeah. Được á, phải kinh doanh. Vậy là được rồi ha, hợp với anh kia. Đúng. Bây giờ rồi. Con có muốn có một người yêu lý tưởng thế nào? Con thì muốn một người về mặt ngoại hình thì con mong một người đó trên 1m65 là được. Cao hơn luôn. Nhẹ nhân một xíu không hói. Nhẹ nhân một xíu không hói. Thôi tôi về. Nghe xong họ nhìn tôi thấy tưởng tôi hói nữa. Trong công việc thì em muốn người đó phải có ý chí cầu tiến, chịu khó với lại là biết quan tâm chia sẻ đến mọi người xung quanh. Em là em thích mỏng cơm hay dày cơm? Dày xíu ạ. Dày xíu hả? Bên đây hơi mỏng. Này nó khỏe nha. Thật ra Hiển á, nãy giờ bên nhà gái yêu cầu có tất cả mọi thứ luôn á. Tôi mới nhìn tôi biết Hiển nó giỏi đó, chứ không phải là dở đâu nha, rất là giỏi luôn á. Chung là giờ đây anh có những thứ em cần rồi. Đúng đó rồi. Để coi cuối chương trình rồi có em hay không nè. Đúng rồi. Hỏi người thân đi. Thôi, hỏi đi. Em thì hôm nay không đi với ai hết nên chị coi giùm em vô. Yên tâm nè, có chị Lan lo, chút nữa chị Lan hỗ trợ cho. Yeah. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi cùng Minh à. Có một mình hả? Yeah. Chú Linh lo. Mở rào. Nào, bước tới Hiển. Rồi, bước tới Hiển. Tặng bạn. Mình tặng mẹ. Ừ rồi, mình cảm ơn. Đấy, đây này Hiển. Chào em. Em có câu hỏi gì không muốn hỏi anh nữa không ạ? Trong tình yêu thì anh thích một mẫu người như thế nào nhỉ? Ừ, như em hả? Thì không biết là cái định hướng của em về tương lai cũng gia đình về sau này là như thế nào nhá. Em thì vẫn muốn lập nghiệp ở Sài Gòn. Ừ, anh cũng vậy. Thì anh cũng muốn mình lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì thật sự là anh cũng rất là vui để mà mình có cơ hội được đi chung với nhau một đoạn đường dài. Anh quan niệm về hôn nhân trong thế nào anh? Không có gì bằng sự chung thủy cả. Tình yêu sẽ đắp là bằng sự chung thủy thôi. Em cũng giống cái quan điểm của anh. Nhưng mà thêm một cái là mình phải bao dung với nhau. Tại vì hôn nhân thì sống về lâu và dài thì mình phải bao dung, thì mình phải chấp nhận những điểm xấu của nhau. Như thế thì cái cuộc hôn nhân đấy nó mới đi đến cuối con đường được. Anh ở Bình Dương đúng không? Đúng rồi, anh ở Bình Dương, anh ở Thủ Dầu. Thì anh có ngại lên chỗ em tại vì em ở Tân Phú thì nó... Thật sự thì nói chung để mà mình xây dựng một chặng đường đi dài về sau, chắc chắn cái vấn đề trở ngại đường xá thì đối với anh không có gì, nên vậy đâu, em yên tâm đi. Nhưng mà em làm ở khu công nghiệp nào Hiển? Em thì làm ở khu công nghiệp Tân Bình. Trời ơi, sát bên. Ủa, sát bên công ty của anh đúng không ạ? Dạ, công ty của em hình như là trước đấy cũng đang làm cái thùng cho anh đó sao ạ? Đúng rồi. Dạ. Vậy thì gần chỗ bạn gái mà sợ gì? Nói gì giờ ngày mai, nói gì giờ lên mướn nhà gần chỗ bạn gái ở. Dạ. Giờ. Cái chuyện về kết hôn thì em có gấp hay là mong muốn là trong 1-2 năm nữa không? Hay là trong năm này hay là không như thế nào thế? Em thì muốn tìm hiểu khoảng 1 năm. Ừ. Rồi mình sẽ tiến tới. Ừ, rồi. Nhân đâu được. Ừ. Thì anh cũng như vậy. Thì anh cũng mong thì sau khi cưới xin thì con cái đầy đủ là được. Ừ. Tiền bạc chắc chắn anh đi làm về thì đưa cho em hết rồi. Quan trọng là chỗ đó đó. Rồi bây giờ Hiển đứng lên nào. Hai người nắm tay nhau nào. Đưa tay kia đây. Chúng ta mắt chạm mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau để xem có hợp hay không, cảm xúc bây giờ thế nào. Thì nãy giờ nói chuyện với em thì em cũng rất là, thứ nhất là rất là vui cảm nhận được sự dịu dàng từ em. Thì em cũng mong muốn là mình cho nhau cơ hội ha. Nhưng đến đây thì cũng là một cái duyên rồi, cho nên là mình cứ tìm hiểu trước. Đúng rồi. Hai đứa rất là dễ thương, về ghế ngồi đi. Chúng ta đã trao đổi với nhau một khoảng thời gian đủ để chúng ta có thể biết được rằng đối phương có phải là một nửa mà chúng ta đi tìm hay không. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chính thức hai bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Một nụ hôn đầu tiên. Đừng cứu, đừng kêu chị cứu. Chị đâu cứu được khúc này, chị đâu có thế được. Bắt đầu đi Hiển. Vâng. Các bạn rất là hợp nhau nhiều thứ đó. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Bánh cookies rắc hạt Goody Gold với các loại hạt dinh dưỡng, hạnh nhân, hạt điều và hạt chia tốt cho sức khỏe. Cùng với thiết kế màu vàng sang trọng, tinh tế là món quà ý nghĩa cho người trân quý.
Goodie Gold chọn kết nối thêm yêu thương, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Lululul, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của Em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululul Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululul. Chúc các bạn tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ, em cảm ơn chương trình. Rồi, mời hai bạn đi đường này. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Bây giờ thì mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Mình có tìm hiểu nguyên lý do gì đó quay bỏ nhà đi không? Bây giờ đổi ở cho ai nghe một phần thì cũng không phải là ấy. Quan trọng ở trong đây là cũng hơi nóng tính, không khéo được trong việc xử lý đó. Khi hai vợ chồng xô xát với nhau nóng tính như đó, mình hai cứ đập một cái đồ nào đó. Em ly hôn 9 năm do không có tiếng nói chung á chị. Thường xuyên cãi vã. Chứ em thích lo làm ăn hơn là yêu đương. Trời, em lấy chồng xong rồi cái em lo làm ăn, em không yêu đương gì hết. Dạ, ly hôn là lo làm ăn luôn. Em có con không? Dạ có em 13 tuổi. 13 tuổi ở với ai? Dạ ở với bố. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Mời nhà gái. Dạ, mời nhà gái ngồi ạ. Bây giờ mình giới thiệu về mình cho nhà gái nghe nha em trai. Tôi tên là Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1984, hiện đang là giáo viên dạy toán của trường trung học cơ sở Trần Phú, quận 12. Thì ở đó với ai? Hiện tại đang ở cùng với ba mẹ và hai bé. Rồi quê mình ở quận 12 luôn hả? Quê thì ở Thanh Hóa. Rồi mình vào quận 12 lâu chưa? Vào ở trong thành phố Hồ Chí Minh này năm 2017. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Hôm nay em 36 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Trúc đang làm công việc gì? Dạ, em mở xưởng may ạ. Mở xưởng may. Như vậy là hai bạn đang ở gần với nhau đó, quận 12 với Hóc Môn. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Trung Thành? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, cũng có biết ha chút xíu. Biết chụp hình cho bạn nữ, chụp hình cho nhà trường, nói chung là biết làm công việc nhà và trong đó là không có uống rượu, không hút thuốc, không uống bia, nói chung là tứ đối tượng gần như không đụng đến. Rồi tính tình thì cũng có tính thương người. Rồi mời nhà gái. Nhà gái ưu điểm khuyết điểm như thế nào nè? Dạ, ưu điểm của em thì em thích nấu ăn, kinh doanh. Còn yếu điểm của em là em hay nóng tính. Mình bị nhận ra được rằng là mình là người nóng tính là ok rồi. Dạ. Mình sẽ khắc phục được đúng không? Dạ. Đó, nhà gái là chỉ có vậy thôi đó. Nhà trai có hai đứa con. Con trai lớn là nhiêu tuổi rồi? Con trai lớn thì năm nay đang học lớp 7. Con gái thì đang học lớp 3. Dạ. Mình chia tay bà xã lâu chưa? Chia tay bà xã năm 2022, đầu năm. Mình ở với nhau được bao nhiêu năm thầy? Thì kết hôn năm 2009. Trước khi ly hôn thì cũng có rạn nứt trong tình cảm. Vào trong đây thì xảy ra hai lần trường hợp là cô ấy bỏ nhà đi. Mình có tìm hiểu nguyên lý do gì đó quay bỏ nhà đi không? Bây giờ đổi ở cho ai nghe một phần thì cũng không phải là ấy. Quan trọng ở trong đây là cũng hơi nóng tính, không khéo được trong việc xử lý đó. Đấy. Mình muốn hỏi là hỏi chuyện đó thôi. Thật ra thì trong chuyện tình cảm ai cũng có lỗi cả. Nhưng vấn đề bây giờ mình hỏi để chi? Để người đàn ông thấy được cái lỗi của mình, cái sai của mình, để cho mình rút kinh nghiệm cho cái cuộc tình tới thôi. Bây giờ nóng tính bỏ được chưa? Dạ, nóng tính thì ngày trước là khi hai vợ chồng xô xát với nhau nóng tính như đó, mình hay cứ đập một cái đồ nào đó. Thôi ơi. Nhưng mà sau đó thì cái tính đập đồ này đã sửa rồi. Nhà gái nè, sao nghe cái hoàn cảnh bên đó nhà gái thấy sao? Dạ, thì mỗi người có cảnh mà, em cũng hiểu. Dạ. Rồi còn nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Em ly hôn 9 năm. Sau khi ly hôn thì em có tìm hiểu một đến hai người, nhưng mà không hợp nhau nên là em dừng lại. Chỉ do tại sao em ly hôn? Do không có tiếng nói chung á chị. Thường xuyên cãi vã. Em có con không? Dạ có em 13 tuổi. 13 tuổi ở với ai? Dạ ở với bố. Em ly hôn lâu chưa? Dạ 9 năm ạ. Tụi em kết hôn bao lâu? Dạ kết hôn 5 năm. Chứ em thích lo làm ăn hơn là yêu đương. Trời, em lấy chồng xong rồi cái em lo làm ăn, em không yêu đương gì hết. Dạ, ly hôn là lo làm ăn luôn. Bây giờ mình nói chuyện mới đi. Em mong muốn có một người đi cùng với em nó như thế nào nè? Dạ, em mong muốn có người là đàn ông này đi cùng với em là luôn chia sẻ, lắng nghe, che chở cho em. Không nhậu nhẹt.
không nhậu nhẹt, nhẹ nhàng với em, không bạo lực, không gia trưởng. Rồi bây giờ thì thầy đi với ai? Đi với ba mẹ và hai đứa. À, có ba mẹ đây, có hai đứa nhỏ đây nè. Dạ. Rồi chào cả nhà. Chào cô chú ạ. Báo cáo với anh Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan, thì tôi là ba của cháu Thành. Nhìn xét về bên nhà gái thì trước hết về ngoại hình mà nói thì tôi thấy là cũng đạt yêu cầu được. Ủng hộ chú. Vâng. Dù sao chăng nữa cũng phải có thời gian để rồi cho các cháu nó tìm hiểu thêm đấy, về cái nội tâm bên trong. Thì rồi là các cháu quyết định, bao giờ các cháu báo với bố mẹ là các con đồng ý rồi đấy, ngày nọ ngày kia là tổ chức liên hoan gia đình. Thế là chúng tôi đồng ý. Rồi. Dạ. Nhà gái đi với ai? Em đi với mẹ và cô và em gái rồi. Dạ. Con chào nhà gái ạ. Chào Quỳnh Linh nha. Chào Ngọc Lan. Chào khán giả đường quay. Mẹ thấy bên đây thì con trai thì thấy cũng được. Con làm theo mách bảo con tim con. Chào mẹ, muốn con gái lấy chồng không? Muốn chứ. Ai mà không muốn con mình hạnh phúc, phải không? À, nó quyết định sao ủng hộ nó đúng không? Vâng, quyết định sao là má ủng hộ thế vậy. Rồi. Cảm ơn mẹ. Rồi. Mở rào. Chuyện còn lại là của thầy Thành đó. Bắt đầu đi thầy. Anh có món quà tặng em. Ở bên trong là cũng đang còn một hình trái tim nữa. Thì ở hình bên ngoài màu xanh là nói lên sự hạnh phúc. Và ở bên trong nữa là cái tình yêu ngọt ngào là sô-cô-la. À, anh cảm ơn anh. Dạ, đây có món quà muốn tặng anh. À, anh cảm ơn anh. Dạ, ở đây là một cái bóp ạ. À rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Mời thầy và cô, chúng ta cùng về vị trí. Em có quan niệm gì mà khi kết hôn với một người đã từng đổ vỡ và có hai đứa con cùng sống với người ba? Em cũng một lần đổ vỡ rồi. Em cũng kìm một người là biết thương em, thấu hiểu cho em. Hồi nãy em có nghe anh nói bên này là anh có từng bạo lực gia đình, có từng cãi vã, từng đánh nhau. Không, anh thì anh không có bạo lực trong gia đình. Nhưng mà cãi vã thì có. Vì vợ chồng nào mà chả không có những cái cuộc gọi là to tiếng với nhau. Thì anh thì anh chưa bao giờ anh sử dụng bạo lực trong gia đình nữa. Thầy là chỉ có nóng quá rồi thầy đập đồ thôi. Mà giờ thầy hết rồi, tại hết đồ để đập rồi. Đứa này cũng nóng lắm. Thì nóng mà em thấy ai đập em cũng đập theo. Chết rồi, trời ơi. Nhưng mà thường mà đàn ông đập thế phụ nữ đập cái sợ đập hết. Nhiều đàn ông đập một phụ nữ đập hai đó thôi khỏi đập luôn. Đó cũng là cách lấy độc thì độc ha. Dạ. Công việc của em thì bận từ sáng khoảng 7 giờ là em bận, biết có khi là tới 10 giờ đêm em mới về được nhà. Chủ nhật cũng làm luôn. Vậy còn thời gian đâu hẹn hò? Công việc thì ai cũng có công việc cả. Ví dụ như anh thì bên giáo viên thì thường thường là cứ hết ca dạy thì anh sẽ về. Nhưng mà sẽ có những thời gian, thời điểm thì anh bận. Vậy là ai chăm sóc với con anh ạ? Nói chung là buổi chiều thì thường thường anh hay về sớm. Anh sẽ đưa con đi học. Bận thì ông bà sẽ đón bé về vì hai bé cũng gần nhà, học ở gần nhà. Tức là em đang ở chung với ông bà đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì lấy nhau về có phải làm dâu không? Bố mẹ em cũng đã nói rồi là làm dâu cũng được mà không làm dâu cũng được. Nếu như mà ở chung nhà mà không muốn làm dâu thì tao cho hai vợ chồng bay ở trên cát. Vậy là cũng dễ ha. Và bây giờ mình bước tới chút xíu nào. Hai người gần nhau để có thể nhìn nhau để xem mình có hợp nhau hay không. Dạ. À, Trung Thành thấy em gái Trúc như thế nào? Thấy Trúc là một người xinh đẹp, có cá tính và nói chung là một người của gia đình. Dạ, em là người mạnh mẽ ạ, không có người gia đình. Đúng. Dạ. Trúc là người của sự nghiệp. Khi mà anh quen em ấy, thì anh phải là phụ công việc cho em, phụ những lúc rảnh rỗi. Công việc của em bận lắm. Công việc của em là gì? Em là có xưởng may, coi xưởng may, coi hàng hóa, lên mẫu. Em mới làm liên tục, nhận hàng, cho hàng đi. Rồi, bây giờ ngược lại thì Trúc, em nãy giờ nói chuyện với anh này thì em thấy thầy giáo làm sao? Dạ, thì thầy giáo là em chưa bao giờ có bạn nào người thầy. Nên là anh nói chuyện thì từ tốn, nhẹ nhàng. À, anh cảm ơn em. Rồi, thôi các bạn về ghế ngồi. Mời đi nào. Anh chị về ghế ạ. Nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại, đưa ra quyết định cho chính xác. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nhà gái không bấm ạ. À, cảm ơn anh. Dạ, em xin lỗi. Hãy bắt tay nhau, làm bạn với nhau. Sao? Dạ.
Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của Em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Bánh cookies rắc hạt Goodie Gold với các loại hạt dinh dưỡng, hạnh nhân, hạt điều và hạt chia, tốt cho sức khỏe. Cùng với thiết kế màu vàng sang trọng, tinh tế, là món quà ý nghĩa cho người trân quý. Goodie Gold, chọn kết nối, thêm yêu thương. Sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ, vậy, cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, đó là những câu chuyện trong bằng của hẹn hò. Biết đâu trên sóng truyền hình có hàng triệu người sẽ bấm nút cho cô gái và hàng triệu người sẽ bấm nút cho chàng trai. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.